Vâng, Galo xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và trong video clip ngày hôm nay, em Minh xin phép giới thiệu đến toàn thể các bác có thể là một siêu phẩm cực hiếm và đẳng cấp, cũng như là độ đẹp thì tuyệt đẹp luôn các bạn. Đó là dòng loa sản xuất tại Đức các bác nhá, Goda. Các bác để ý khéo nhầm sang Goda nhá, Goda là khác nhá, còn đây là Goda. Đấy, các bác nhìn đẹp mút, đẹp xuất sắc luôn. Nguyên sơn zin nhá, đạt khoảng 90-95%. Như vậy thì đối dòng này thì chất âm của nó ấy, là đẳng cấp của thế giới rồi. Dòng Goda thì đẳng cấp của thế giới rồi. Vì nó dòng này là xếp top, nghĩa là top 4 hay top 5 thế giới, nó ngang ngửa với dòng Lexo. Đấy. Model của nó là K12i, phiên bản đời cao nhất nhá. Công suất hoạt động là 500W, cực đại nó là 2000. Đấy, trong lượng 16kg. Đấy. Trùng series luôn nhá. Rất đẹp luôn nhá. Quay ban ngày cho các bác xem. Và bây giờ sẽ tiến hành review nội thất để các bác cùng xem. Thì em Minh về được có 4 đôi thôi. 4 đôi thì trong đó là có 2 đôi là đặt cọc rồi. 2 đôi thì bác chủ bác chở trước về 1 đôi, còn mai bác chủ em đến em lắp thì em sẽ có quay clip review nhà bác chủ ở Thạch Thất này. Bác ở Thạch Thất đúng không? Thạch Thất. Ừ đúng rồi, Thạch Thất. Thì bác là nhà sàn, nhà như của nhà gỗ sàn nhỉ? Nhà gỗ sàn. Đấy. Nhà gỗ sàn thì bác lấy 2 đôi thì em sẽ quay. Anh chủ là trước đấy anh mua được một cái em quả súp Goda rồi, và sắp tới nhé em về thêm một lô súp Goda nhé. Súp Goda bát 50, giá rất là êm. Còn đây anh có trước có một quả súp sẵn rồi và mua nhà em. Bây giờ anh mua thêm 2 cặp Goda này nữa, còn hiện tại em còn 2 cặp thôi. Thì review nội thất cho anh em cùng xem những cặp loa đẳng cấp này. Thì báo giá luôn trong clip này thì báo cáo ấy, thì trên trường em bán những cặp loa đời thấp hơn là K12i thôi, thùng màu trắng ạ. Thùng màu trắng nhá, là đã bán gần 38 triệu thì nay mùng 1 đầu tháng em lọc lá cho anh em bán mức giá là 36 triệu đồng một đôi này. 36 triệu bác hỏi mua đâu đôi loa ở Đức, không có đâu. Mới đây sử dụng bát neo tắp neo, dòng này tiếng rất là hay, bao hay bao phê. Bao hay bao phê nhá, bao zin bao xịn đẹp xuất sắc. Hàng về đến mức là nhập về cũng phải bọc nguyên cái này các bạn. Bọc này, đóng 3 led để bọc chuyển về. Đấy, dòng loa đắt tiền. Các bác nhìn côn nó này. Bát nó thiết kế như dòng Lexo. Như dòng Lexo luôn các nhá. Như dòng Lexo luôn. Đấy. Và điểm côn đây nó còn quấn chứ không phải hàn đâu nhá, nó quấn này, bấm khuyên ấy, khuyên đóng điểm này. Đấy. Nào. Đây chắc chắn luôn nhá. Chính đen đẹp. Bát này. Bát nõm. Bát 30 nhá, đánh không gian riêng dòng này ấy, đánh không gian độ phủ rất là rộng. Không gian 30 này, 35 này, 40 này, 45 mét vuông các nhá. Đấy. Củ chép neo. Nghe dòng này sử dụng đồng bộ bát tép neo. Củ chép thì đỡ, đây là một tấm sắt này, mặt ngoài là nhựa các nhá. Mặt ngoài nhựa này. Bên trong tấm sắt các nhá, tấm sắt đỡ cái phần thép này. Và vào đây bác nhìn thấy phân tần này, tất cả ốc lục rác hết, phân tần bác nhìn thấy quả phân tần mới chất này. Quả phân tần nhá, đối dòng Goda ấy. Nó xịn thì bác để ý nó thiết kế phân tần thôi, là ví dụ nha, bị lỗi cái tụ này thay thôi là biết ngay. Các bác nhìn đổ nguyên keo nguyên zin nó này. Phần keo này. Nguyên zin hết nhá. Nguyên zin đét từ cái keo. Nghe dòng này nó không có nó không bao giờ nó bị cháy bát thì chép, vì nó sử dụng tất cả các tụ, tiếc tụ lọc này, xử lý nó ấy. Và ngưỡng chịu đựng đòn nó lên đến 2000W nên nó không bao giờ nó bị cháy bát thì chép và phân tần vậy. Bác nhìn làm rất là chắc chắn luôn, đổ keo hết cả cái quận tụ cả. Nghe cái keo em keo gì, keo chảy bé bét luôn. Keo chảy khi nó vụ như keo chảy mềm nhá, nó dẻo này. Dẻo. Nhìn rất là đẹp, phân tần rối nhá. Phân tần này làm thủ công bằng tay đấy các bạn. Dây rắc này bác nhỉ. Cái điểm dây rắc cắm vào chép này. Bình thường các điểm này chỉ kẹp thôi, thì đây nó hàn. Nó kẹp ở đây rồi, hàn tất cả chân bằng đồng luôn 100 nhá. Đồng. Rất là chi tiết luôn bạn. Và nó chưa chụp nữa, làm rất chắc chắn luôn. Nhà xịn xò ngay từ các phần, từ cái nhỏ nhất rồi. Thùng quách này. Rất đẹp đấy nhá. Vì nó dòng loa đời cao, bản thân em rất là kỹ tính với dòng loa này. Và thông báo anh em về số lượng hàng về cũng như là mức giá rất là tốt để cho bác chơi. Anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ đơn vị Miro nhé, sử dụng cho mình cặp loa của Đức sản xuất. Dòng này ấy, RCEP không ăn được đâu bác nhé. Các bác đùa cờ tùng cái tờ tiền này bác mua những cặp loa RCEP nhưng mà thật sự không ăn được Goda đâu ạ. Goda hay nhiều. Bát neo tâm neo. Em còn 2 đôi thôi, 2 đôi review tất cả trên kênh. Và mấy hôm nữa em về thêm một lô súp nữa. Lô súp vào thì em về được có 6-7 quả thôi các bạn, không nhiều. Thông báo thì mấy mai kia về em sẽ quay trên kênh, trên phục của anh em. Thì ngoài cái model này ra thì em có rất nhiều các model loa
nhịp đầu tháng này thì mình cũng chương trình giảm giá thì em sẽ quay ở clip sau, cũng như thông báo anh em trên kênh, cũng như là riêng cái model em đang bán 3,6 triệu này thì không thể giảm giá thêm được nhá. Riêng Moda em báo giá tốt luôn. Còn tí nữa em sẽ quay một clip là sẽ giảm giá đầu tháng với tất cả model loa tại đơn vị Euro. Anh em có nhu cầu mua dịp mua sắm thì hiện tại trời cũng tối rồi, em quay buổi tối thì em sẽ up một clip. Như sáng nay đầu tháng thì cũng được rất nhiều bác ủng hộ tại cửa hàng Minh Euro. Và xin chào tạm biệt các bác nhá.